Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Dạ bà con bác thân mến, Khương Dừa đang chụp hình với lại ca sĩ Dương Hồng Loan, với lại ca sĩ Trường Sơn, với ca sĩ Kim Thư của con bác. Dạ, đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn hôm nay là chủ nhật ngày 5 tháng 10 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Dạ, cũng được bà con bác yêu thương ủng hộ rất nhiều, nhưng mà hôm nay chắc là mưa nhiều nơi á, cho nên bà con bác tới không có đông như mọi bữa, nhưng mà cũng rất hạnh phúc bà con bác tới cũng khá và ủng hộ rất là nhiệt tình luôn. Ủa rồi ca sĩ Dương Hồng Loan vẫn còn đang chụp hình với lại quý bà con cô bác. Hôm nay Hồng Loan hát khoảng 8 bài với Khương Dừa. Dạ, coi hình. Dạ. Bây giờ mới thấy Khương Dừa ngoài nè. Cảm ơn Loan nhiều nha. Dạ. Cảm ơn Loan nhiều, hát rất nhiều rồi. Hai anh em mình cũng chờ cũng như là tham gia chương trình nhiều hơn nữa. Bởi vì dạ. Đây. Cảm thấy rất là vui. Phan Phan đem nói chuyện với Loan xong cái này. Được hát, được khán giả yêu thương, và đặc biệt là nơi đây có thể là những tài năng âm nhạc mà chúng ta cũng có cơ hội để được tỏa sáng, và chương trình rất là hấp dẫn. Mong là mọi người sẽ đến đây đông hơn nữa để cổ vũ cho nghệ sĩ và cũng như là cổ vũ cho những tài năng âm nhạc nha. Tôi lo nhiều nha, hẹn gặp lại quý bà con bác vào đêm nhạc ở Bến Tre ngày 9 tháng 11, Khương Dừa nhớ vậy á. 2024 sẽ có Dương Hồng Loan nữa nha quý bà con bác, giống như đêm nhạc ở Long An á. Đêm nhạc Long An bạn bất tới cổ vũ Dương Hồng Loan quá chừng luôn, và bữa đó là mọi nơi là Dương Hồng Loan là nước ngoài bạn bác có hỏi thăm em phải không? Dạ. Không, để hạnh phúc mà. Thì là hạnh phúc rồi bạn bác. Dạ, cảm ơn em nhiều nha. Dạ, bữa nay hát rất nhiệt tình luôn. Chúc sức khỏe. Dạ dạ, chúc sức khỏe. Và Dương Hồng Loan cũng còn sẽ trả lại với hậu quán nữa nha quý ông bác. Dạ. Rồi, cảm ơn. 11 đây nè. Dạ. Dạ. Bến Tre ạ. Dạ, cảm ơn Loan. Mới nè, hai nè. Trời ơi, mới lâu lắm rồi mới gặp được ông anh đây đây. Dạ. Chụp lại. Ừ, bye. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn fan của Dương Hồng Loan, mấy bạn đang đến đã đây chụp hình. Dạ, còn giờ cũng vừa đi kiếm trà sữa. Trời ơi. Trà sữa. Đã dạ. Ủa làm mình mấy gì như là trời ơi. Con cô tưởng lông cái nó bị dính em. Chị hả, mặt mày quần áo gì đâu mà tèm lép luôn, chào ông bà cô chú chưa? Rồi đeo coi. Nặng quá à. Hả? Nặng quá hả? Chào bà cô chú ơi. Đang dọn rồi, giới thiệu em có con, giới thiệu em có con. Hôm nay em có con, có em con rồi. Hôm nay cô em lên chơi hả? Cô Trang cứ lộn là bạn hoài. Trà sữa đây. Dạ dạ, trà sữa. Chào bác con. Chào bác. Đang dọn dẹp con, đang dọn dẹp. Gì em gom dữ vậy? Đâu rồi bơ đâu? Giới thiệu bơ, chào ông bà cô chú ơi. Bữa nay có bơ lên với con phụ con hai nữa nè, tăng cường dọn dẹp vệ sinh nè quý ông bác. Còn Liam. Nay dọn khỏe, nay ít. Nãy giờ có lo cho bơ ăn uống gì chưa? Dạ rồi. Vậy hả? Đừng hướng dẫn cho bơ làm công chuyện coi. Dọn dẹp cái này gì nặng như vậy? Dạ Ly. Ly không hả? Ừ. Vậy anh hai đâu? Anh hai dẹp dọn dẹp bên kia hả? Dạ ngày mai sẽ tại hội quán ở Sao Miệt Vườn sẽ có đêm lô tô nha quý ông bác. Ngày mai sẽ có nhiều quần thưởng hấp dẫn lắm á. Ngày mai sẽ có một cái chiếc máy trị liệu xung điện của Dung Nhân Vẽ tặng cho đêm. À dạ cảm ơn chị. Là trị giá hơn gần 7 triệu á. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Chị là thí sinh của dạ rồi, thí sinh của Ngôi Sao Vườn mùa 1. Em vô trời á. Đã hát bài Sắc Màu dễ thương lắm. Vô trời hả? Ừ vô mấy cái chậu. Trời ơi nước ghê vậy. Hèn ơi coi bà thúng coi. Con nhìn người ghê mà rõ dơ rồi. Để ra đi, để đi. Để đây, để góc đi con. Chạy nước tùm lum mà. Dừng dùng góc. Hả? Rồi đâu chạy tùm lum vậy? Đi đâu vậy? Không mấy ly trong mày chị đúng rồi là con đi đâu vậy? Xin chào mời chú vị khán giả, chú mời chú chú thường ngày sức khỏe nha. Hôm nay á con mới làm chương trình về xong rồi á, quá trời nghệ sĩ hát luôn. Bây giờ mấy nghệ sĩ hát quá trời quá đất, xong rồi tự nhiên bây giờ mệt quá về đến nhà rồi, nhưng mà con với mấy em con còn đói nên là con sẽ dẫn bơ với bo đi ăn. Còn anh Bin ăn rồi nên con nên mình không có đói, mình nó trong phòng á. Giờ con sẽ dẫn hai em đi ăn hủ tiếu giả nha. Chị biết chỗ nào không ạ? Biết. Rồi chào ông bà cô chú nè. Có chào ông bà cô chú nè. Dạ. Ê, bữa nay bơ lên đây chơi. Dạ, ngày mai đi được, ngày mai con với cả nhà đi thăm em bác hả?
Có ra mình đi thôi, tại á quá trời người đi là không được vô luôn á, nó phải ra ngoài bệnh viện luôn á, quá mà quá trời vậy đó. Đây là quán hủ tiếu mà sữa hay ăn phải không? Nhưng mà người nhỏ không được vô, nhưng mà cô ba có thể bế em bắp ra. Con thương em bơ với em bo không? Dạ thương. Dạ hôm nay quá trời nghệ sĩ hát ai luôn. Cha biết sao không, lúc mà bác Sơn còn ở trong kia kìa, con tưởng chú Hải Châu không luôn á. Dạ hả? Bà bắp bà cứ sổ mũi không hoài. Bà bắp bà đi, nè lúc mà bà ăn thôi nôi á thì bà đẹp lắm, bà dễ thương lắm. Lúc mà cha nằm tại bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Cha cho nên là hai bạn nhỏ là ở nhà vô nội ở thấy cũng vừa thấy tội nghiệp quá, cũng vừa cái kêu xe chở hai bạn nhỏ lên đi chơi để anh hai bên với lại chị ba trà sữa. Cha biết gì không? Dạ vâng. Cha anh hỏi gì quên. Có nào đem tiền theo không vậy? Cha nữa lần nào cũng tôi không vậy hả? Sao lại là tôi? Nãy định nói gì cha? Cha ai nói nhớ rồi. Bà bắp á, lúc bà ăn thôi nói á thì bà ngoan lắm, bà đẹp lắm, mà lúc mọi người về hết cái tự nhiên khoảng mấy ngày nữa tự nhiên bà bị bệnh. Bà bị bệnh vào ngày sinh nhật bà là tiêu quá, là mình phải lên bệnh viện ăn sinh nhật á. Ồ hên quá, còn bán hên quá. Có bữa cô bắn xong sớm quay bên. Ồ ngon. Đây là quán hủ tiếu quen thuộc ở trà sữa. Ngồi đâu? Đây, trời thùng rác. Đây hả? Thôi ngồi bên kia đi cho rộng rãi nè. Thúi lắm. Thùng rác. Đi. Rồi. Bơ ngồi chị nè. Rồi ngồi chị sữa coi. Rồi ăn món gì nhờ cô kêu. Cô ơi. Cô làm. Cô ơi cô. Cho con 4 chai nước xăm. Và lấy ra mà bơ ba tô hủ tiếu nhỏ trước. Còn cha Hương hồi nữa ăn. Cái hủ lũa là sao? Còn không? Bơ cha ở tỉnh ít khi nào được đi ăn vậy hả? Cha biết gì không? Bơ nói là lâu lắm rồi bơ mới qua quán lại á. Vậy hả? Bữa nay vui không con? Bơ chạy đổ mồ hôi. Chạy thục mạng. Quá trời quá đó. Tóc còn mới tắm còn dính nước nên không có buộc tóc. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Chai này có đá trồng á bự. Trời ơi, đánh như chị. Chai này cũng có đá hả? Đánh dễ sợ. Cô cho chai chai cho uống coi. Để chị cơm rồi mà mình làm chương trình tới giờ này cái mình đói bụng không? Hoạt động nhiều quá mình đói bụng. Đây chưa? Đây. Bo uống không đi, chị mở ra. Để chị ba sữa thương không? Đi chị mở cho. Để chị mở cho. Bo này lớn rồi bà cô chú anh chị. Biết sao chị mở được không? Tại tay chị mạnh. Tay chị không có trơn. Chị giỏi quá ha chị. Ngon. Lo cho em uống được. Để hai em ở đây sữa lo được không? Dạ được. Cha cứ đi về đi. Không, ý là để hai em ở lại nhà của mình đó, sữa lo được không? Quá đơn giản. Mốt cho hai em lên đây học luôn được không? Dạ được. Ở đây học luôn ha. Bơ học từ tới cuối vui lắm. Bơ học ăn phút thứ hai đi, vui lắm. Mốt bơ lên đây học đại học đi, ở nhà con hai ha. Được không? Mốt cô còn hai cất thêm cái chuồng gà nó con ra đó ngỡ. Hoặc là giờ có chuồng chó sẵn rồi con ở được không? Chơi, có cái nhà kho của bà ngoại đựng xe đạp á. Mình dắt mấy cái xe đạp ra ngoài ở. Còn cho bơ với bò vô đó ngủ. Trải nghiệm ra biến thành một cái vùng căn phòng mát mẻ. Chị ba nói vui vậy thôi chứ dễ gì rồi. Chị ba cho em ở ngoài chuồng gà, ở ngoài kho đúng không? Không, con sẽ cho bơ với bơ ngủ một chỗ. Đã nhất thế giới đó chứ là qua Đà Nẵng ngủ luôn. Con thích đi chơi lắm.
Con thích đi đâu cũng thích á. Giống như Phú Quốc. Nói chứ này quay vậy bo học lớp 8 rồi, lớp 9, lớp 10, lớp 11, 12 rồi. Lớp 100 rồi. Rồi còn là 4 lớp nữa là lên đại học rồi. Rồi hai em ăn trước đi. Lên đại học là lên đây ở với cô Hai ăn. Ừ. Ủa, ngon quá ta. Này, chị cảm ơn nha. Hủ tiếu có da heo ngon quá ta. Cảm ơn nha. Em ăn, trời con trứng cút nữa. Trứng cút lộn. Đưa ăn viên đó, lòng đơn bò. Chị cũng không thích ăn thịt mỡ. Bơi, ăn thịt mỡ em chị. Mỡ quá. Này con chị cũng nghiện con này sữa. Con dính cái gì thôi tôi hết, hồi nãy con ăn gì dính hết. Vậy nãy con ăn tốt kì nhưng mà nè. Vẫn đói. Nè. Cảm ơn. Nè cho bơ. Chị không thích ăn thịt. Không muốn tôm luôn hả? Không ăn thịt mỡ. Biết sao mà vú con. Tuy nhiên dạo này con ghét mà. Mắm thơm. Mắm thơm rồi mất. Chùa chưa gì đã thấy mắm tôm. Ăn một tiếng mắm tôm hả? Muốn riêu ăn mắm tôm muốn tôm. Con chán nản rồi đó. Sao tô của con thèm là thịt mỡ, mỡ gì chứ? Thịt mỡ, thịt đi. Chưa xuống không? Chưa xuống không? Con để dành miếng thịt cuối cho con. Bôi. Ê bôi, xếp phần thịt mỡ cho bôi. Chị xưa không thích ăn thịt mỡ. Ai cũng không thích ăn thịt mỡ. Con ghét nhất thịt mỡ bởi vì ăn vô nó ngon. Chân cục lộn. Ê, đang quay đó nha. Ủa, cái luôn đâu rồi ta? Bơi dài chứ cả. Không, thường thường anh ngoài ốm hơn. Tình hình nó mập hơn. Ủa tiếu hả? Cho chị chán, chị đựng mắm tôm chị ăn coi. Ngon mà. Miếng này lại được. Ê chị chừng. Ê. Mắm tôm mà chỉ có thịt đâu. Chỉ có thịt thôi mà. Có, chị có miếng mà. Bỏ miếng ớt vô nữa nha. Bỏ miếng ớt vô cho cà cay. Đúng vậy. Miếng chanh nữa. Để bớt mặn. Ê chị ơi. Sao kỳ kỳ? Tôm đây vậy đó, đặt vậy đó, giống món tôm ở bữa mình ăn. Hơi kỳ kỳ vậy đó. Ba món tôm không chị đắp cho, vô cái chén. Thương em đi không? Thôi thì em đi không? Đây chị. Thôi, mỗi lần là em ăn kinh chị rồi ạ. Thôi. Miếng mà miếng là một miếng này. Tại chị chưa đổ được miếng nào luôn. Đó. Ít thôi. Ê chị lỡ. Ha, bằng chị vô này. Đỡ cái gì? Chị đổ cái. Bớt thêm. Ngon không? Ngon không? Một cái này được không? Chị. À. Một cái này được không con? Thơm quá hả? Ngon dễ sợ. Ăn đi. Chị không thích ăn sụp mỡ lắm. Dằm lần. Cho miếng chanh vô mắm tôm. Cho miếng chanh vô mắm tôm á. Cố chị nhiều hơn em á. Được không ba? Ngon. Trời ơi, ăn cái gì mà. Không có bắp không? Gắp ăn như sao bắp vậy? Sao chanh em? Nè. Đây chị dắt cho chị chưa? Cầm vào. Ừ. Cầm lao luôn, cầm. Sao không? Con chưa ăn, chưa cảm nhận. Chưa cảm nhận được không? Không ăn cay vô lắm mà có sợ tới nữa kìa. Không ăn cay vô. Có sợ tới nè. Có sợ tới nè. Cho chị mượn cái đũa chị quậy mắm tôm lên đi. Đây này đũa. Thôi cái này đũa chị ăn vô chị. Ê, thôi, cây thôi. Cây rồi. Vậy bơi chị.
xong lấy đũa mình quậy vào. Y chang tích chính luôn, y chang tét. Y chang gì? Cái gì? Tiết trứng. Tiết trứng. Sáng phở hả? Dạ đúng rồi. Sáng phở trà sữa chưa thêm chén tiết trứng không bà. Hết chanh này, kệ đi. Xin chanh thêm. Đây, em thấy chua. Chua nghe, chua lẹ, chua lẹ lắm. Con ăn đi, cái tô con nở rồi đó. Vậy làm sao con tôm em sẽ nướng cho mình vậy? Chị cũng vậy nè. Trời ơi, Sa tế đâu rồi ta? Sa tế bạn đâu rồi? Đây rồi. Ê trời. Cuối cùng thì cũng thấy bạn Sa tế, bây giờ cô sang Sa tế. Đây Sa tế. Cái gì nha, cài ơn. Bỏ đâu? Cô sẽ bỏ vào bấm tường. Bấm tường đâu rồi, tươi rồi. Tới bỏ một tí. Sao không ra ta? Tới bỏ vô món tôm gì thôi. Ừ. Tới nè bỏ món tôm. Tới phải bỏ hủ tiếu á. Để cái nha. Ăn được. Được không? Sáng nay ăn bỏ quá trời, sao tới mày chả thấy cay. Còn tố kỳ cay cũng chả thấy cay nữa. Đâu ăn thử coi mọi người ăn thử coi. Không biết cảm nhận nó có thể xa ra sao. Đúng lại con đừng gọi mà. Con muốn ăn tốt kỳ. Đây con ăn. Con ăn được. Sao bỏ gì có miếng rồi. Bơ không ăn cay được. Đưa coi bạn ăn nhanh nè. Vì bơ ăn sẽ tới không? Chả thích ăn thịt tí nào mà. Con không thích ăn thịt. Nhà bò ăn giùm cho. Thấy vậy. Nhà bò ăn giùm mới được. Bò ăn cũng mới đưa chứ. Ê trời. Bò ăn cho mập với bò bơ. Cái miếng mắm tôm nè bà Dung. Bơ này ốm ốm luôn rồi. Đem mắm tôm. Này như nào bà Dung? Bây giờ thì con sẽ tắm miếng mắm tôm. Nặng lắm nha. Nặng thì chị sẽ chát vậy. Chưa vậy. Không ngon nha. Chơi. Cái gì? Làm mắm tôm không ăn hả? Đừng chắc nữa. Đợi con tưởng mắm tôm ngon ăn rồi. Con thấy mắm tôm pha thì ngon, mà mắm tôm chai không ngon nha. Dạ. Chơi nha. Trời trời, tôi một tiếng nó nở. Vì lo ăn đi, lo làm mắm tôm không nở một lần rồi. Xong, con xong rồi. Bên ăn giỏi nè. Con chả thích ăn hủ tiếu. Mà chẳng hay ăn thì ăn. Bò nay 13 tuổi hả con? Dạ không nhớ sinh nhật của bò luôn. 5 năm nữa có vợ rồi. Sinh nhật bò tháng 7. Bơ sinh nhật tháng 9. Sữa sinh nhật tháng 4, anh 2 sinh nhật tháng 6. Vậy con sớm nhất không? Cha sớm nhất đâu. Cha sớm nhất. Sinh nhật cha sớm nhất. Rồi tới sinh nhật cô ba. Sinh nhật cô ba tháng 3 vậy. Sinh nhật con tháng 4. Sinh nhật thứ 5 thứ 4 tháng 5. Ừ nó mặn được. Sinh nhật Úc Thơ sớm nhất. Úc Thơ không có ngày cho nên Úc Thơ lấy ngày 1 tháng 1. À 1 tháng 90. Nóng quá. 90 làm sinh nhật cô. Ăn nổi không? Sao con nói trang cho
Bữa giờ hai con ở bên nội hả? Ở nội đi học hả? Thì về nội nấu cơm nước ăn. Rồi hai anh em ngủ với ai? Ngủ với ông nội hả? Hai đứa luôn hả? Ở nhà nội có ai chơi chung với ba ba không? Ba cũng phải gọi anh. Mai qua mượn hai đổ bánh xèo cho hai đứa ăn ha. Bánh xèo hoặc ăn nem nướng cũng được ha, bò đó lớn cũng được, rồi về ăn cũng gì mai cũng được. Mai chở vô thăm em xíu. Mai sáng mai, sáng mai, sáng mai phải ăn sáng sớm. Qua, qua sớm. Sữa có dậy nổi sớm không? Hai hôm nay cho con khác lại hơn một xíu nha. À. Bốn người ngủ ở dưới, ha, mẹ với cha nằm ở trên. Ừ. Cho khác lại gì đi. Lại à. Ai giùm chị miếng nha bọn. Nằm ở trên cho khỏi lưng xuống đó. Bọn phụ chị sửa coi. Chị ăn dở lắm. Chị sữa nãy ăn tấm cookie, chị sữa no rồi quá. Sao lâu quá? Ba! Đèn quay luôn á. Gì vậy? Gì chị sữa quay clip bao à? Biết sao không bao làm cái cái gì mà khó chịu luôn á. Múc giùm chị không biết múc. Nhiều quá nhờ. Giờ múc đi bò. Dạ, múc nhiều quá. Bỏ vô, gắp bỏ vô, gắp bỏ vô. Gắp không có được. Rồi, được tới rồi, chị. Đi, 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 đi. Chuẩn bị gắp vậy chị? Được rồi, đừng gắp nữa. Đừng vậy. À, ok. Tay kiều bò. Mỏi không? Con gọi phần nhỏ. Con gọi phần nhỏ đi, phần nhỏ. Giờ nở ra. Ăn hơi không, ăn hơi không ngon. Miếng canh nha. Tự nhiên, đừng dịch vô tự nhiên đớp luôn. Ê, bỏ đó hả chị? Đem vô cho. Đưa chiếc chanh đây. Bên xong rồi hả? Đèn ơi, bên này giỏi ta. Ngậm 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 ngậm. Giỏi à. Bơ còn được một ít, mà đang hết tô hủ tiếu luôn. Rồi mẹ coi clip này mẹ khen nè. Bơ còn một tiếu. Sẵn nè. Nhỏ một chút nữa. Đi đổ không chị? Đặng người lọt nữa. Đây. Còn chiếc chanh nào xài được không? Đổ hết ra. Ừ. Ê, hình như còn chiếc chanh này. Ăn đi bà ơi, bà bây giặt tôm lum rồi ăn rồi. Bò ăn hết xong luôn rồi. Con kẻ thích ăn cái này nên con ăn chậm thôi. Ừ. Thôi để cho cha ăn cho phụ cho. Ủa, bà uống gì vậy anh? Không? Cho anh tô hủ tiếu xương, ít hủ tiếu hả? Cho anh thêm miếng da nữa cũng được á. Xương với da. À, chị ăn da với xương. Thôi tài luôn không? Thôi bỏ nhiều sao hết hết. Sao? Ừ đó, bỏ nhiều rồi ăn rồi. Thôi để cha phụ cho. Kêu cô bỏ ít hủ tiếu rồi cho nó kêu đường dớt qua cho phụ con. Ta cũng ăn chút kỳ. Đến đẹp, con gọi một phần tốt bơ gì cho con với bơ ăn. Bơ cay quá, không ăn được cây bơ bỏ. Xong rồi có làm ăn chung. Rồi còn làm ăn, làm với con ăn không đủ. Làm với con ăn không đủ. Làm với con ăn không đủ. Gọi thêm một phần ít nữa. Ăn xong
Trên nào? Rồi tự nhiên cả đám Tuki bên quán mình hả? Rồi tự nhiên cả đám bu vô. Tự nhiên mọi người bu vô mà trừ quy là không vô. Mai gọi mi ra chơi nữa ha. Ôi không, ốc tiêu. Mai gọi mi ra nữa ha. Mi với Khải ra nè. Mày mai mày chơi có được có một ngày rồi. Cái đội cái nào hả? Nào à. Rồi để cho em phụ cho. Rồi thôi chào tạm biệt mà cô chú nha. Tạm biệt chú. Dạ, con ăn đâu nên giờ không ăn hủ tiếu nổi. Tạm biệt thôi. Dạ xin chúc quý mập của chú một ngày sức khỏe. Dạ hôm nay quý mập của chú vậy trong nước khe và cái tiền gì ăn đây cảm ơn nhiều. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa.